Như vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì đội khách Phú Đổng sẽ là đội giao bóng trước trong trang phục áo cam. Khá nguy hiểm, bóng đi dội sang ngang. Một pha chơi bóng có thể nói là có phần mất tập trung của thủ thành Lê Quang Đại bên phía Phú Đổng. Và dứt điểm rất táo bạo. May mắn đã cứu thua cho đội khách Phú Đổng trong tình huống vừa rồi. Là Lâm Thuận. Cánh trái của Hồ Hiến đang thi đấu khá nổi bật. Lên bóng cho cao thủ Phú Đổng, tạt bóng. Trận đấu đang diễn ra khá thôi sôi nổi. Vừa rồi người có cú dứt điểm đó là Nguyễn Đức Anh Quốc. Lên nhanh, long, long luôn. Anh Quốc cũng chính là cầu thủ đang có bàn thắng duy nhất cho Phú Đổng ở giải đấu năm nay. Bóng vẫn còn. Goal! Không được, như vậy là đã có lỗi việt vị của Anh Quốc. Khá đáng tiếc cho đội khách Phú Đổng trong tình huống vừa rồi. Suýt chút nữa thì Anh Quốc đã có bàn thắng thứ hai của mình ở giải đấu năm nay. Đã cùng xem lại tình huống này. Không hề có lỗi việt vị nào cả. Nếu như số 27 bên phía Phú Đổng đó là Tiến Long chạm chân thì sẽ có lỗi việt vị. Hậu vệ cánh phải đó là Huỳnh Sang. Xuân Dương. Khi vừa qua thì các cầu thủ Phố Hiến đang cầm bóng nhiều hơn. Lâm Thuận sút bóng. Sẽ chỉ có phạt góc cho các cầu thủ Phố Hiến mà thôi. Lâm Thuận cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ bên phía Phú Đổng. Nhưng trọng tài Quốc Thịnh không cho là như vậy. Rất khó để vắt phạt đền trong tình huống vừa rồi. Và phạt góc là hoàn toàn hợp lý. Cái chân trái của Hữu Tuấn sẽ là cầu thủ đá phạt. Nguy hiểm. Và chờ bóng của Đức Lợi. Nhưng bóng đi vọt xa ngang. Rồi cầu thủ có tình huống đá phạt đó là trung vệ và là cầu thủ có lực sút khá tốt, Đức Trung. Không có gì nguy hiểm cả. Vừa rồi thì thủ thành Phạm Hữu Nghĩa đã hoàn toàn làm chủ được tình huống trong pha bóng mà Đức Trung thực hiện pha đá phạt có lực đi và điểm đến cũng không thực sự tốt. Bóng tốt. Rất thoáng. Vẫn còn cơ hội. Không được. Vẫn còn. Dứt điểm. Rất đáng tiếc. Cơ hội đến với Mạch Ngọc Hà. Trước đó là một pha qua người rất hay của số 86 bên phía đội khách Phú Đổng. Dứt điểm trong một tư thế có thể nói là không đơn giản. Và góc cũng đã rất hẹp. Rất nguy hiểm, pha chuyền bóng không an toàn của thủ thành Hữu Nghĩa. Việt Triệu. Dứt điểm. Rất nguy hiểm. Rồi là một những tình huống chơi bóng không an toàn của hàng thủ Phú Hiến. Đặc biệt là thủ thành Hữu Nghĩa. Một dứt điểm cuối cùng bên phía câu lạc bộ Phú Đổng đó chính là Ngô Đức Hoàng. Và nhả bóng khá vừa tầm của Việt Triều.
không có quá nhiều những tình huống uy hiếp khung thành của đối phương. Lại một tình huống xử lý rất thiếu an toàn nữa vừa rồi là của Việt Anh. Dứt điểm, khá nguy hiểm. Chỉ có may mắn mới cứu thua cho khung thành của Phố Yến trong tình huống vừa rồi. Một lần nữa thì cái chân trái của số 20 Ngô Đức Hoàng lại làm cho khung thành của câu lạc bộ Phố Hiến trao đảo. Có lẽ người dứt điểm cuối cùng trong tình huống vừa rồi đó là Mạch Ngọc Hà, và người đưa bóng đó là Ngô Đức Hoàng. Trên màn ảnh đó là ông Philippe Chausse, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U19 Việt Nam. Lên bóng cho các cầu thủ Phú Đồng. Vừa rồi là một tình huống sút xa của Anh Quốc, và xử lý an toàn của thủ thành Hữu Nghĩa. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì Phú Đồng chính là đội bóng đã chủ động chơi thấp để nhường sân cho Phố Hiến. Nhìn người, nhìn người. Dứt điểm, khá nguy hiểm. Rất nguy hiểm tình huống vừa rồi, suýt chút nữa đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho cao thủ Phố Hiến. Pha bô lê bằng chân trái rất nhanh của số 9 Vũ Tín. Trung ơi, Trung ơi, Trung ơi. Thật sự là một tình huống rất nguy hiểm. Hiệp 2 mới diễn ra được khoảng 5 phút thôi. Rất nguy hiểm, goal! Sai lầm đến từ hàng phòng ngự của Phố Hiến và họ đã phải trả giá. Cầu thủ vào sân tay người Tuấn Hiệp đã có một cơ hội có thể nói là từ trên trời rơi xuống. Đây không phải lần đầu tiên trong trận đấu này thì hàng thủ của câu lạc bộ Phố Hiến mắc sai lầm như vậy. Nhưng ở lần này thì họ đã bị trừng phạt. Phút thứ 77 của trận đấu và Phú Đồng đã mở tỷ số. Cầu thủ ghi bàn đó là số 4 Nguyễn Tuấn Hiệp. Vẻ mặt chán nản của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh. Như vậy lỗi đến từ cầu thủ vào sân thay người số 27 Huỳnh Tiến Đạt. Một pha nhả bóng về rất đáng trách của Tiến Đạt. Cơ hội quá ngon ăn dành cho Tuấn Hiệp và anh chắc chắn không thể bỏ lỡ. Về nhanh tập trung đây. Pha dứt điểm có thể nói là rất gọn gàng đến từ số 14 bên phía Phú Đồng. Cầu thủ mang áo số 14 Nguyễn Tuấn Hiệp ghi bàn cho câu lạc bộ Phú Đồng. Tỷ số trận đấu hiện tại. Trong hiệp thi đấu thứ hai thì đã có những điều chỉnh của huấn luyện viên Hứa Đình Vinh, nhưng nó đến từ hàng công. Thắng 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 không bàn không bàn. Mắt ta lên. Một giải quá khó khăn dành cho Phú Hiến. Đấu thứ tư của họ và rất nhiều khả năng Phú Hiến sẽ phải nhận thất bại thứ hai mùa giải này. Nếu như phải nhận thất bại ở trận đấu này thì Phú Hiến sẽ xếp thứ 11. Một sút bóng rất thiếu chính xác. Ngày hôm nay thì Quảng Nam đã giành chiến thắng. Quảng Nam đã có 5 điểm và tạm thời leo lên vị trí thứ 6. Trong khi đó với chiến thắng này thì Phú Đồng sẽ tạm thời leo lên vị trí thứ 4, vị trí của Bà Rịa Vũng Tàu. Đánh đầu! Đánh đầu quá nhẹ, ngay cả thủ môn Hữu Nghĩa cũng đã lên tham gia tấn công ở tình huống vừa rồi. Và đánh đầu của Trần Văn Hòa. Cơ hội mắt toán. Không được. Vương Quốc Trung. Như vậy trận đấu đã kết thúc. Chiến thắng 1-0 dành cho đội khách câu lạc bộ bóng đá Phú Đồng. Một trận đấu có thể nói là khá hay của đội khách. Họ chơi biết mình biết ta. Phòng ngự chặt và phản công có thể nói là sắc nét.